Thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, các địa phương trên cả nước thời gian qua đã gặt hái được những thành công nhất định. Các sản phẩm OCOP sau khi được phân hạng giúp nâng cao giá trị, tăng doanh số bán hàng cho các chủ thể và mở rộng thị trường tiêu thụ. Là địa phương có thế mạnh, là vùng nguyên liệu các sản phẩm trồng trọt, những năm qua, tỉnh Sơn La đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ triển khai thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, như khuyến khích tổ chức cá nhân tham gia chương trình, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại trong sản xuất, bảo quản, chế biến đối với sản phẩm OCOP, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm OCOP. Đến nay, tỉnh Sơn La đã có trên 150 sản phẩm OCOP được phát triển, nâng cao giá trị từ các nông sản chủ lực của địa phương như mận, nhãn, na. Trong đó có nhiều sản phẩm cấp tỉnh và đang định hướng đến sản phẩm cấp quốc gia. Phấn đấu đến năm 2025 thì toàn tỉnh Sơn La có 204 sản phẩm. Và đến nay thì Sơn La đã đạt được 154 sản phẩm. Và cố gắng đến năm 2025 thì sẽ đạt và vượt, khả năng sẽ vượt. Thế và các cái sản phẩm để nâng cấp từ 3 sao đến 4 sao thì xác định là những cái sản phẩm chủ lực. Được đăng ký các cái sản phẩm OCOP và đi thi và đăng ký các sản phẩm OCOP cũng như là hỗ trợ về tem mác bao bì cũng như là hướng dẫn cho hợp tác xã, định hướng cho hợp tác xã để phát triển các cái sản phẩm của địa phương và để nâng cao giá trị sản phẩm của địa phương. Hiện tại thì hợp tác xã đã đăng ký các cái sản phẩm OCOP, sản phẩm đăng ký để lên 4 sao đó là sản phẩm tỏi đen Diệp Bách. Ngoài sản phẩm này, năm nay sẽ đăng ký thi 4 sao thì hợp tác xã còn tiếp tục đăng ký các cái sản phẩm mới, đó là chuối sấy dẻo Diệp Bách, mận sấy dẻo Diệp Bách cũng như là xoài sấy dẻo Diệp Bách. Và năm nay thì hợp tác xã sẽ đăng ký và thi 4 sản phẩm đấy. Đến thời điểm hiện tại, các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên cả nước đã hình thành được một số liên kết theo chuỗi giá trị khép kín. Đặc biệt, với vai trò của các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, bước đầu đã cho thấy sự thay đổi trong tư duy, tổ chức sản xuất, tăng cường chế biến, giảm áp lực tiêu thụ sản phẩm tươi, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, nâng tầm giá trị của sản phẩm tại địa phương. Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức sự kiện TechMart với mục tiêu thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ, tạo điều kiện đưa công nghệ mới ứng dụng trong sản xuất. Chợ công nghệ được tổ chức trực tiếp từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 9, thu hút hơn 100 sản phẩm công nghệ của 50 doanh nghiệp, trường, viện tham gia trưng bày quảng bá và xúc tiến thương mại. TechMart lần này giới thiệu các giải pháp thuộc lĩnh vực khảo sát đánh giá hiện trạng năng lượng, công nghệ chuyển đổi số trong hoạt động quản lý điều hành, lĩnh vực năng lượng tái tạo, kiểm soát xử lý nước thải, khí thải. Các chuyên gia từ các viện nghiên cứu và trường đại học sẽ tư vấn giải đáp các thắc mắc liên quan đến các công nghệ hiện có và giới thiệu các công nghệ mới tại Việt Nam, sẵn sàng hợp tác và chuyển giao cho các doanh nghiệp cá nhân có nhu cầu. TechMart công nghệ xanh, năng lượng tái tạo và xử lý môi trường phục vụ chuyển đổi số công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 hoạt động chính: trưng bày giới thiệu công nghệ và thiết bị, hội thảo giới thiệu công nghệ và tư vấn chuyên gia về công nghệ, chuyển đổi số tự động hóa phần mềm robot, năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời, điện gió, hệ thống tích trữ năng lượng, phần mềm quản lý tín chỉ carbon, công nghệ và thiết bị xử lý môi trường, quan trắc xử lý tái chế tuần hoàn nguyên vật liệu, vân vân.